Nhà hàng nghệ sĩ Thanh Long Bolero hân hạnh kính chào quý khách. Ninh Bình từ lâu đã nổi tiếng với du khách thập phương bởi các danh thắng cố đô Hoa Lư, thắng cảnh Tam Cốc, Bích Động, nhà thờ đá Phát Diệm. Nhưng nếu du khách đến đây chưa ăn món thịt dê thì coi như chưa biết thấu đáo về Ninh Bình. Thịt dê Ninh Bình ngon hơn các vùng khác vì hai lẽ: dê ở đây nuôi trên núi đá, ăn đa dạng các loại lá cây nên thịt săn chắc hơn so với dê thả đồi. Thứ hai, người Ninh Bình có bí quyết riêng biến dê thành món đặc sản nổi tiếng. Chính vì vậy mà dê núi Ninh Bình đã trở thành đặc sản mà không nơi nào có được. Nhà hàng nghệ sĩ Thanh Long Bolero là một thương hiệu quen thuộc và thân thiện với thực khách gần xa bởi món đặc sản dê núi chính hiệu. Nổi bật với không gian sang trọng, rộng rãi, thoải mái để thưởng thức các món ăn lạ và độc đáo. Có sân khấu âm thanh hiện đại, sức chứa từ 200 đến 300 thực khách nên Thanh Long sẽ là địa chỉ lý tưởng để họp mặt bạn bè, gia đình, tổ chức liên hoan, sinh nhật, nhận đặt tiệc và phục vụ tại nhà. Đặc biệt chuyên nhận phục vụ khách đoàn, khách tour du lịch trong nước và quốc tế. Nhà hàng được cấp biển Đông đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Đến với nhà hàng Thanh Long chúng tôi, quý khách sẽ bị hấp dẫn bởi thực đơn vô cùng phong phú với các món đặc sản thịt dê núi độc đáo như dê ủ chấu nguyên con, dê hấp, dê nướng mỏi, chân dê hầm thuốc bắc, dê hầm ngũ vị, dê nướng ngũ vị, canh sơn dược thịt dê, dê tái chanh, dê nhúng mẻ, lẩu, nem dê, cháo gan dê, được chế biến theo hương vị riêng chính gốc Ninh Bình thuần vị. Đây là món ẩm thực nổi tiếng, nếu đã một lần chót bén duyên với món đặc sản này, chắc hẳn bạn sẽ chẳng thể nào quên nổi vị ngọt mềm của dê, hòa lẫn với vị giòn của da, cùng với hương vị của những món ăn kèm, tương bần, quả sung muối, lá đinh lăng, lá mơ, lá sung, ngò gai, húng, quế, còn có lá sắn thuyền, lá chuối xanh, có vị chan chát, ăn kèm với lát khế chua chua, cùng với vị thơm ngọt của dứa, để rồi mong ước được một lần thưởng thức lại hương vị tuyệt vời ấy. Không chỉ gói gọn trong các món đặc sản dê núi, nhà hàng Thanh Long còn làm hài lòng thực khách bởi các món ẩm thực gà, cá, lươn, ếch, các loại. Để đảm bảo hương vị thơm ngon, tất cả nguyên liệu dùng để chế biến các món ăn được lựa chọn rất kỹ lưỡng, công phu, dựa trên tiêu chí tươi ngon, an toàn. Các nguyên liệu này sẽ được chế biến, tẩm ướp gia vị từ đôi bàn tay tài hoa khéo léo của những đầu bếp tâm huyết nhiều năm kinh nghiệm. Luôn tâm niệm, nấu như nấu cho người mình yêu thương nhất đã làm cho hương vị của món ăn ngon đến thăng hoa tuyệt vời. Nhà hàng đạt đầu bếp giỏi cuộc thi món ăn các vùng miền 63 tỉnh thành. Chính vì vậy, đến với nhà hàng chúng tôi, thực khách sẽ rất hài lòng với những món ăn đúng gu, hợp khẩu vị, luôn được phục vụ thơm ngon, nóng sốt bởi đội ngũ nhân viên chu đáo, nhiệt tình, tận tâm tỉ mỉ trong từng chi tiết. Đã vinh dự nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hiệp hội Du lịch, tuyên dương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong chương trình hoạt động du lịch. Với phương châm lấy lợi ích của khách hàng làm mục đích hướng tới, nhà hàng Thanh Long không chỉ phục vụ các món ăn đẹp với cách trang trí mà còn đầy đủ dưỡng chất. Đặc biệt, thực khách còn được giao lưu cùng với nghệ sĩ Thanh Long Bolero, giúp quý khách có được những giây phút thưởng thức ẩm thực được thư giãn và thoải mái. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ nhà hàng nghệ sĩ Thanh Long Bolero, địa chỉ 72 Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cơ sở 2, số 34B Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, hotline 0904 053 131 hoặc 0972 162 261. Nhà hàng nghệ sĩ Thanh Long Bolero, nơi bắt đầu hành trình ẩm thực tuyệt vời.